Mày bồi lên chiếc game nha anh em ơi. Chết kịp. Mày đấu tao đâu? Ba mốt, hai ba, ba ba, ba ba. Bật chiếc kia kìa anh ơi, bên kia. Dạ, được, được, được. Ngồi em chết game nha anh em. Ngồi em 200 mấy ký. Đi công việc à? Ba chín nhà không em? Dạ đi công việc anh. Cái chỗ bán đồ câu của nó đâu rồi anh? À, anh có anh gọi chưa ra không được không? Tại hai chắc hai vợ chồng đi công việc đó. Đúng rồi, gọi đó rồi, nó kêu là 2 giờ chưa về. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái chỗ bán đồ câu nó ở đâu? Đóng cửa rồi. Ấy à, hôm nay ông đi công việc đóng cửa rồi. Dạ. Anh lấy gì? Lấy cái thùng. À. Hình như đây không có cái thùng. Để lấy em lấy. Để em lấy cho anh coi thử. Dạ, thùng mới. Nghe nói 26, 27 lít gì không đã. Có hai thùng này không mới lấy về, không biết phải không?
thùng này không? Không biết mà. Anh hỏi không phải thùng này không? Thì hỏi anh đang like. Cái thương nói ngã. Bữa hai đó thôi. Hai trăm mấy chục ký. Đấy là tao mày ra làm game chơi nha. Hả? Đấy là mày ra làm game chơi nha. Này sách cỏ. Nó nổi rượu chơi nãy giờ chưa chơi. Nó nổi rượu chơi nãy giờ chưa thời gian chơi. Ba này chơi sao? Thì chơi game 50. Thì nó chơi vui à, nó chơi được chút. Có bảy. Có đồ không ra chơi? Có đồ. Có. Không ra lòng. Nó ra lòng nha.
Kéo kéo chấm đứng rồi rồi em. Thắt chưa anh ơi, anh ơi, còn không anh, còn không?